chuyện chúng ta. Vết thương chỉ thực sự lành khi mình làm lành với điều đã khiến mình tổn thương. Hoặc tôi chỉ nghĩ đơn giản, đó là học cách làm lành với chính bản thân, với chính những cảm xúc mà mình cứ phải gạt bỏ, phải đấu tranh, cự cãi với nó suốt ngày. Bởi quả thực, người duy nhất khiến mình tổn thương chỉ có thể là bản thân mình mà thôi. Tự làm mình đau hoặc cho phép người nào đó làm mình đau đều giống nhau cả. Giống ở chỗ tự mình không biết cách trân trọng cảm xúc và lắng nghe chính giọng nói của mình. Tôi không hiểu người ta cứ vội vã đi làm lành ở đâu xa, tâm trí cứ chật ních như suy nghĩ về thứ rõ ràng đang làm bản thân bức bối và lo lắng đến mức không thể nào lấy lại được sự thoải mái khi trước. Thứ gì là của mình sẽ thuộc về mình thôi. Nhưng ai cũng thích đeo đuổi những điều không trong tầm với, những điều mình mong chờ, ở nơi mình đã gieo một hạt mầm hy vọng, mãi mãi không bao giờ đâm chồi. Mãi miết chạy theo một người, ôm khư khư trong tim một bóng hình, rồi ai hỏi cũng chỉ lắc đầu cho qua chuyện, mặc kệ trái tim nhức nhối như dao găm. Rồi đi băng lại vết thương hở ở chỗ người làm mình tổn thương. Chỉ như một sự tạm thời chấp vá, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, nhưng sau đó người tệ hơn chỉ có mình mà thôi. Nên nếu mình không làm lành với chính mình trước, sao có thể hiểu được rốt cuộc bản thân đang gặp chuyện gì. Đôi khi tổn thương là do mình gây ra, biết rõ không có kết quả lại lao đầu vào, quanh đi quẩn lại, trách người cũng không bằng trách ta. Suy cho cùng, trên đời này thứ mệt mỏi nhất vẫn chính là tình yêu. Cô đơn thì tự do, nhưng đôi khi lại cô độc. Tình yêu thì hạnh phúc, nhưng rồi lại ôm trên mình nỗi bất an, lo lắng và trăm ngàn suy tư không tên. Rốt cuộc, bất kể điều gì trên đời này đều đắt đỏ, chẳng có gì là miễn phí. Chúng ta đều phải trả giá cho mọi điều. Độc thân thì sẽ tự do, độc thân sẽ không gò bó, độc thân sẽ chẳng buồn phiền. Nhưng độc thân rồi lại đôi khi cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạc lõng như dòng đời. Tựa như đứng trên một con phố, tự hỏi bản thân nên đi về hướng nào. Tình yêu khiến con người ta vui vẻ, khiến con người ta hạnh phúc, rồi len lỏi theo niềm vui là nỗi sợ hãi, đang xen hạnh phúc là bao muộn phiền. Con người từng nói với tôi thế này: trên đời này không có điều gì mệt mỏi bằng một từ yêu. Nó có thể khiến con người ta hạnh phúc tột độ, cũng có thể khiến con người ta tuyệt vọng đến tột cùng. Trên đời này làm gì có gì là free. Cô đơn thì phải chịu cô độc, tình yêu thì phải chấp nhận nhiều rủi ro. Cô đơn thì cũng chỉ một thời, tình yêu chắc gì đã một đời. Có lẽ giấc mơ tình yêu viên mãn nhất của tất cả chúng ta là gặp được đúng người vào đúng thời điểm. Thế nhưng ta vẫn thường lo sợ và muộn phiền trong những năm tháng cô đơn. Ta muốn một người thành công, tử tế và biết chiều chuộng, mà quên mất rằng họ cần thời gian để trở thành điều đó. Ta thắc mắc tại sao họ chưa xuất hiện, trong khi vẫn đang liên tục từ chối những người không đúng với kỳ vọng của mình. Đằng sau một bông hoa là cả quá trình vun xới, gieo trồng và chăm bón. Để thấy nó nở rộ, ít nhất ta cần kiên nhẫn đợi chờ. Người mà bạn đang kiếm tìm chắc chắn có tồn tại ở một nơi nào đó, chỉ là họ đang trong quá trình để trở thành chính xác những gì mà bạn khát khao. Người ta đâu thể ép một bông hoa nở sớm,
nhân duyên đâu thể vội vã mà thành. Ta và người đều cần học những bài học và trả xong những món nợ nhân duyên còn dang dở. Có thế thì mới toàn tâm toàn ý nắm tay nhau đến cuối cuộc đời. Ngọc phải mài mới sáng, vàng phải luyện mới trong. Một người không tự dưng mà tinh tế, giàu có hay thành đạt, họ cần cả một quá trình để nuôi dưỡng và trở thành. Và đó không chỉ là thời gian của họ, mà còn là của ta. Họ chưa xuất hiện vì ta cũng cần thời gian để nâng cấp và hoàn thiện chính mình. Mỗi người đều theo ước nguyện mà đến. Nhân duyên không chỉ là sự sắp đặt kỳ bí của vũ trụ, sự luân hồi của các kiếp sống, mà còn là sự dịch chuyển tới gần nhau của các nguyên tử. Đến một thời điểm nào đó, khi mọi điều kiện đều đã chín mùi, ta và người chắc chắn sẽ gặp được nhau. Hãy bình tâm, tận hưởng giây phút chờ đợi. Hãy nỗ lực phát triển chính mình để có thể tự tin ở bên cạnh bất cứ ai mà ta mong muốn. Rồi một ngày, ta sẽ mỉm cười biết ơn những tan vỡ, cách xa, lỗi lầm trong quá khứ, vì đã giúp ta trưởng thành và biết cách yêu thương, gìn giữ mối quan hệ để có được hạnh phúc viên mãn như ngày hôm nay. Rất nhiều người độc thân, tuy rằng ngoài miệng nói một mình cũng ổn, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn hy vọng có người yêu thương. Chỉ là không chắc chắn bản thân có được yêu thương hay không, nên sau cùng chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ. Vốn dĩ mỗi chúng ta khi một mình khó khăn không ít, trong rất nhiều khoảnh khắc đều hy vọng bản thân có người đến yêu thương. Chẳng hạn như lúc chuyển nhà, đường ống nước bị tắt, bóng đèn cần phải thay, gặp chuyện không vui muốn trò chuyện cùng ai đó, lúc mệt lúc khổ muốn có người dựa vào, thấy gì đó thú vị muốn tìm người sẻ chia. Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn có được tình yêu, nhưng nghĩ đến việc đối phương có thể chẳng yêu thương gì mình cho lắm, trong lòng liền nghĩ thôi đi vậy. Mỗi cô gái đều cần rất nhiều yêu thương cùng cảm giác an toàn, muốn tìm cho mình một cây đại thụ, muốn trở thành người duy nhất trong trái tim đối phương, muốn được người sủng ái, muốn bạn trai nuông chiều, muốn được bao bọc trong tình yêu của anh ấy, muốn biết được cảm giác thì ra mình vẫn có thể được người thương yêu. Rốt cuộc nào có ai thích sự cô đơn, chỉ là không ai muốn bị thất vọng. Chúng ta đều không phải là trẻ con nữa, nên đừng dây dưa một cách không rõ ràng. Yêu là yêu, mà không yêu là không yêu. Đừng mập mờ không danh phận. Chúng ta đều không phải là trẻ con nữa, nên đừng luôn phạm sai lầm, sau đó xin lỗi và xem như không có chuyện gì. Cơ hội sửa sai không nhiều, và yêu thương cũng không thể dành mãi cho một người chỉ biết nói xin lỗi. Chúng ta đều không phải là trẻ con nữa, nên đừng hôm nay quan tâm chăm sóc người kia hết lòng, ngày mai lại hững hờ xem như chẳng cần thiết. Ai cũng biết đau lòng, ai cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng. Chúng ta đều không phải là trẻ con nữa, nên đừng nói yêu người này lại gặp gỡ người kia, gieo hy vọng cho nhiều người khác. Tình yêu không phải trò đùa. Chúng ta đều không phải là trẻ con nữa, vì vậy nếu không thể yêu nhau một cách chân thành và nghiêm túc thì đừng bước vào cuộc đời nhau, thêm phiền. Con người ấy à, càng được yêu sẽ càng trở nên đáng yêu. Cho nên chúng ta hãy tránh xa những kẻ luôn thích dội vào ta gáo nước lạnh, dập tắt đi sự tự tin của ta, khiến ta xấu hổ, lấy trêu đùa làm cái cớ để vùi dập ta. Kẻ đem tới cho ta nhiều phiền não hơn cả những niềm vui, hơn hết
là đừng chơi cùng với những kẻ khiến ta xấu đi, xấu cả về lẫn con người và tính cách. Ta hãy chơi cùng những người hiểu được mình, tôn trọng những thứ mà mình trân quý, dù nó không hề đáng giá. Một tình yêu không lành mạnh dễ khiến ta trở nên cuồng loạn và mong manh, mà tình yêu đúng đắn thường khiến ta cảm thấy thư thái và dễ chịu. Tình yêu đúng đắn thường không dễ khiến con người ta nổi điên. Tình yêu đúng đắn thường khiến những con hổ biến thành những chú mèo dễ thương. Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ tự thấy nhân duyên thực sự rất kỳ diệu. Cho bạn gặp những người tuyệt vời, cũng lấy đi của bạn những người tuyệt vời. Để dần dần, bạn phải học được cách tốt hơn và trở thành điều tuyệt vời của một ai đó khác. Những tháng năm bạn đi qua, những bài học bạn học được sẽ gián tiếp trao đi cho những người bạn yêu quý thông qua quá trình đồng hành cùng họ. Cho đi và nhận lại, cuối cùng bạn sẽ thấy chúng ta không thể mưu cầu tình cảm mà phải là tự nguyện. Cho nên, việc từ bỏ một người không có tình cảm với mình phải là chuyện hiển nhiên, dù nó có khó khăn đến nhường nào. Nhưng rồi tất cả chúng ta kèm nỗi khát khao mà tiếp tục trên hành trình tìm kiếm tình yêu thuộc về mình. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian một chút, nhưng bạn nhất định sẽ tìm thấy họ. Vì chắc chắn như thế, nên xin bạn đừng quay đầu, phải tiến về phía trước để quá khứ được ngủ yên. Hãy cho bản thân cơ hội gặp người khác và đừng quay lại với người đã đủ may mắn khi có bạn và không coi trọng bạn.